Hi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay lại là một chuyên đề dịch rảnh rỗi. Đó, nên quay cho anh em một cái clip. Như anh em đã thấy đúng không? Mình có rất là nhiều, sở hữu nhiều, rất là nhiều xe gọi là Kawasaki. Giống như đang hiện tại, đang ở trên clip nè. Đúng ra là sẽ có giết 1.000 về nữa. Nhưng mà giết 1.000 về lâu quá, không biết chừng nào về. Tại vì mình đang đặt một cái bộ cổ Titan đẹp dành cho con Z1000, nên bây giờ chỉ có Z8, Z8 và Z9, Z3. Rất là nhiều ha, anh em cũng biết rồi. Thì nhiều anh em có bao giờ mà tự hỏi là đi ngược về quá khứ để tìm hiểu cái hãng Kawasaki này nó hình thành từ đâu không? Đó, cho nên bây giờ là mình sẽ cho anh em biết. Nói chung là anh em mình cùng nhau đi ngược về lịch sử thời năm 1900 hồi đó. Thời đó mà mình chưa có lại gì đâu á. Đó, thì sẽ về cái thời đó để mình tìm hiểu về những con xe mà hiện tại bây giờ làm thần làm thánh ở Việt Nam, là giống như Z1000 thần thánh hay là siêu xe super chẹt Ninja H2 chẳng hạn. Đó, thì bây giờ mình đi ngược về thời xưa để mình coi thử ngày xưa có những mẫu xe nào. Đó, còn mình sẽ liệt kê ra, cố gắng liệt kê ra nhiều nhất có thể để cho anh em nha. Đương nhiên thì nó sẽ sai sót, tại vì mình không thể nào mà mình nhớ hết được những cái mẫu xe đó được. Rồi ok, bây giờ mình bắt đầu nha anh em. Thì cái công ty của Kawasaki á anh em, được thành lập vào năm 1869. Người đứng đầu cũng tên là Kawasaki luôn, đọc là Soyo Kawasaki. Đó, người Nhật Bản đó anh em. Thì ở bên Nhật Bản mà hãng xe Kawa là ở bên Nhật Bản. Thì Nhật Bản thì theo như mấy anh em mình biết thì mình anh em đâu làm gì biết mấy cái tên này đúng không? Anh em chỉ biết là Tokuda rồi Maria thôi đó. Đó, rồi thì cái thời gian đó nha, thì cái hãng này là chỉ là chuyên sản xuất, gọi là sản xuất tàu biển mà vượt biên đó anh em. Nói chung là tàu mà dạng tàu sắt đồ, nói chung là dữ dằn á. Đó, rồi sản xuất là gọi là to tàu lửa đồ này nọ nè, rồi to xe khách nè. Nói chung là anh em hãy lên Google tìm hiểu thêm, và nó không có sản xuất cái gì liên quan tới gọi là mô tô hết á. Cái thời gian đó là không có sản xuất gì liên quan tới mô tô hết á. Đến năm 1918 anh em. Năm 1918 thì Kawasaki bỗng chưa sản xuất mô tô. Nói chứ năm 1918 là Kawasaki bắt đầu tập trung nghiên cứu và sản xuất máy bay chiến đấu cho quân đội Nhật Bản đó nha. Đặc biệt là sản xuất những cái cánh quạt nữa. Ghê không? Ghê không? Kawasaki là biết sản xuất máy bay chiến đấu luôn, nó ghê. Mình đọc lịch sử là cũng thấy ghê gớm. Thì lúc đó là sản xuất máy bay đó để là chiến tranh đệ nhị đó anh em, còn gọi là chiến tranh thế giới thứ hai á. Đó, đó. Lúc đó cũng chưa có, ông Kawasaki ông vẫn chưa có suy nghĩ tới cái vụ mà về mô tô ha anh em ha. Và đến tận ngày nay anh em thì vẫn còn nhiều chiếc máy bay trong quân đội Nhật được Kawasaki thiết kế, và Kawasaki còn thiết kế nhiều thiết bị điện tử dùng trong bộ quốc phòng đó nha anh em. Đó, Kawasaki mình thấy là ghê gớm thiệt, mà gọi là số 1. Rồi, đến năm 1949 nè, đây mới là điểm mấu chốt nè. Kawasaki mới chịu tập trung vào công nghiệp mô tô. Thì chiếc xe đầu tiên của hãng này á, thì đó là chiếc Mihetsu. Tiếng Nhật thì mình đọc không có rành anh em. Mihetsu là mình sẽ chèn vô hình chiếc xe đó nha. Là năm 1954 là chiếc xe đã được ra đời đó anh em. Khoảng 2 năm sau á, thì Kawasaki cho ra thêm một cái phiên bản cải tiến nữa. Đó là cái con xe mình sẽ chèn hình dưới đây nha. Đó, đó là Mihetsu 125. Đó. Một trong cái điểm mấu chốt mà để Kawasaki phát triển mạnh mẽ hơn, có chỗ đứng hơn ở Nhật Bản, đó là nhờ vào một cái công ty. Mà công ty đó là thời bấy giờ đó, thời hồi xưa đó, là cái công ty đó là phát triển dữ dằn á. Đó là công ty Megaro Motorcycle. Sao mà tiếng Nhật nó khó đọc quá anh em. Đọc tiếng Nhật mà muốn lẹo lưỡi luôn. Nhưng mà anh đọc Tokuda đồ nó dễ đúng không? Đọc mấy tên công ty là Megaro đồ đó, Roro, Tokuda đồ, Maria đồ khó. Đó, thì cái công ty này cuối cùng vẫn được bán lại cho Kawasaki. Và từ đó Kawasaki là gọi là có thêm một bước đệm vững chắc hơn và có tiếng tăm hơn ở Nhật Bản anh em. Rồi đến năm 1960 á anh em,
thì Kawasaki mới xây dựng nhà máy sản xuất đầu tiên của hãng và sản xuất ra chiếc xe hai thì, đó là Kawasaki 125 B8 đó anh em. Đến mãi tận 6 năm sau thì Kawasaki mới ra một chiếc 600cc. Đó, mình sẽ để cái hình chiếc xe dưới đây để cho anh em tham khảo thêm ha. Và cái mẫu xe này á cũng là một cái gọi là một cái đánh giá tốt về thị trường về cái con xe này. Rồi tiếp đó, hãng đầu tư sản xuất nhiều xe phân khối ở thấp hơn, ví dụ như là A1 Samurai 250cc nè, rồi tới Avenger 350cc và nhiều cái dòng xe khác nữa. Mình vẫn tiếp tục chèn hình cho anh em ngắm những cái con xe đó ở trong video này nha. Nói chung là anh em hãy ngắm xe đi, rồi mình biết là những cái ông cố nội ông cố nội của những con xe này nó là xe nào. Rồi, đây là một cái gọi là quan trọng đối với anh em mà gọi là đam mê H2 nè. Đây là cái ông cố nội của Kawasaki H2. Thì Nhật Bản sau đó thì có ra chiếc H1 và H2. Thì điểm chú ý cái con H2R đó, thì thời điểm đó thì nó nổi tiếng trên các giải đua anh em, rất là nổi tiếng trên các giải đua. Và tiếp tục chèn hình để cho anh em xem cái con H2R 750 phân khối thời điểm bấy giờ. Ấy đến năm 1973. Cái năm 1973 này là hình như là ông ba Minh, là ngày sinh của ba Minh ông ba Minh là ra đời đó. 1973 là cái điểm mấu chốt này nè anh em, là ông cố nội của mấy chiếc Z1K này nè, mấy chiếc Z1K mà thời buổi hiện đại này đó, rồi ra đời với động cơ 4 thì. Mà Z1K thời điểm đó là nó không phải kiểu dáng giống như bây giờ đâu, để mình chèn hình cho anh em xem. Thì nó là 900 phân khối. Đến mãi tận vài năm sau á, là hình như là mình nhớ là năm 1976, thì cũng giống như bây giờ ấy đó, thì hai mười mấy là ra Z1000, rồi tới 2016, 2017 là ra Z9 cải tiến á. Thì ngày xưa là năm 1976, năm 1973 là con kia ra đời, 1976 mình không nhớ nữa, nhiều khi cái thời gian nó sẽ lộn. Thì vài năm sau đi, thì ra chiếc Z9 là phiên bản cải tiến của Z1000. Nhưng mà hồi xưa cái kiểu dáng nó, để chèn hình cho anh em coi cho anh em dễ hiểu hơn ha. Đó, rồi từ đó thì thêm một số ông cố nội của những dòng xe bây giờ nữa ra đời, đó là Z1003 năm 1978 và Z400SX năm 1979. Xe nào mình cũng để hình để cho anh em tham khảo ha. Tìm trên Google mệt lắm anh em, tìm mấy cái xe này bây giờ tìm còn khó hơn là gì nữa đó anh em. Đến năm 1982, thì cái năm này thì ba Minh thì hiện tại là mới mười mấy tuổi thì hãng này á, hãng Kawasaki á, mới bắt đầu bán cái con Z400GB tại thị trường Mỹ nha, thị trường Mỹ lại thị trường Nhật. Rồi, thì bây giờ là mới tới là ông cố của mấy chiếc Ninja bây giờ ra đời nè. Mấy chiếc Ninja Sport rồi đó anh em. Đó, thì nhắc tới Ninja thì toàn Sport đó anh em. Thì hãng ra một chiếc xe, đó là xe Kawasaki Ninja GB Z900R. Đó, và cái con xe này là cái con xe đầu tiên, theo mình biết là cái con xe đầu tiên được sử dụng làm mát bằng nước, là mát bằng nước nha anh em. Và nó có thể đạt vận tốc lên đến 250 km/h. Cái thời điểm đó mà đạt vận tốc 250 km/h thì nó còn kinh khủng hơn 299 bây giờ nhiều anh em. Anh em nhớ nha, năm 1983, lúc đó Việt Nam mình là đạp xe đạp chưa tới vận tốc 40 km/h. Nếu mà cái xe đạt vận tốc tới 250 km/h, không phải nói là thực sự là kinh khủng. Và hình như là chiếc xe này, theo mình biết là chiếc xe này á, là được lọt vào top doanh thu bán chạy trong thời điểm năm 1983 nè, năm thời điểm mà hồi xưa á, là nó đạt vào cái top và doanh thu bán chạy nhất. Đến tháng 6 năm 1986 á, thì mẫu xe Ninja 250 ra đời. Và đây là cái mẫu xe duy nhất được sử dụng động cơ 250 phân khối. Và không biết bây giờ cái con đó mà đua lại con Ninja 300 bây giờ thì con nào ăn ta.
Em nghĩ con nào ăn Ninja Cameraman. Hên xui à, mấy con cũ gì mà công suất nó cao lắm á. Nhưng mà hồi đó giờ anh chưa thấy được mấy xe đó luôn. Mấy xe này giờ chỉ là tìm kiếm trên mạng để cho anh em tham khảo thôi. Đến năm 1987 á, thì Kawasaki mới ra chiếc Kawasaki 750R. Đó, cạnh tranh với lại của VFR 750 của Honda nè, với lại Suzuki GX 750R và Yamaha FZ 750. Hầu như là lúc đó là mấy con xe này là cũng ngang tầm ngang xứng anh em. Ngang tầm á, nói chung là 9 trên 10 anh em, cũng dữ dằn lắm. Mặc dù là Kawasaki ra sao nhưng mà cũng rất là gọi là được nhiều người thích. Đến năm 1990 á thì hãng Kawasaki ra một chiếc xe gọi là nhanh nhất thế giới. Ơ lộn, không, lộn, mình bị chém gió rồi. Nó gọi là nhanh nhất thời điểm bấy giờ đó, là đó là ZZR 1054 phân khối. Ghê chưa, ghê chưa. Đến những năm 2000 thì Việt Nam mình nổi tiếng với những xe Sibo, đúng không? Sibo 2000 thì Kawasaki lại cho ra ZX 12R 12 phân khối, giỡn thôi. ZX 12R 1200 phân khối với động cơ 178 mã lực. Anh em thấy ghê chưa? Và hình xe luôn có ở trong clip. Ngắm xe nó đi anh em. Thì sau đó vài năm thì hãng ra những chiếc xe đó là, mình sẽ để hình ở dưới nha, đó là Ninja ZX 636, rồi Ninja ZX 600, còn gọi là viết tắt nó là ZX 6RR, rồi một số mẫu xe khác nữa. Mình sẽ để hình dưới đây cho anh em xem, chứ bây giờ kêu nhớ là nhớ không nổi anh em. Bây giờ nhớ là nhớ không nổi. Rồi từ đó là ra thêm nhiều xe nữa thời điểm tới thời điểm hiện tại đó. Rồi anh, như anh em biết rồi đó, mấy con quỷ nè, nó không, mấy con quỷ phía sau mình đó. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip của mình Biker ha. Thì clip này chỉ là cái anh em mà ngồi tán gẫu là nhớ lại thời xưa thôi. Còn anh em muốn mình làm những clip nào nữa thì hãy comment bên dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình thu thập thông tin để mình làm một cái video hoàn chỉnh dành tặng anh em trong mùa dịch này, để có video mà ngồi coi. Chứ giờ coi mấy chiếc xe của mình giờ cũng chán, đúng không anh em?